cái động vật máu lạnh ấy, thì chị nhớ gần đây nhất có một cái sự kiện, là không phải sự kiện là có một cái sự việc, câu chuyện là Dinh có xem lại một cái kỷ niệm của Dinh đi chơi đâu đấy, thì Dinh Diệp luôn ngồi bên cạnh, thì Dinh có quay sang hỏi là mày có biết là đây là đâu không, thì Diệp trả lời đúng một câu ngắn gọn một kết thúc câu chuyện là tại sao tao phải biết. Nên là chị rất là ấn tượng, lúc đấy rất là buồn cười và ấn tượng với câu chuyện đấy, nên là khi mà nhìn thấy cái giải máu lạnh chị bầu chọn luôn cho Diệp, thấy rất hợp lý. Còn cầu nhỏ hay sao? Cầu nhỏ á? Cái là kiểu mẹ chồng gì gì đấy không? Thực ra là cái đấy là ấn tượng nhiều khi mà Diệp làm việc với Hoài và phòng sale và anh Đạt. Cầu nhỏ thì không có xảy ra với chị, nhưng mà hàng ngày chị chứng kiến khá là nhiều câu chuyện buồn cười giữa khi mà Diệp làm việc với cả mọi người ở phòng kinh doanh. Câu hỏi tiếp theo, anh đã bình chọn cho anh Đạt, em đây là ba giải, hai giải ba đồ máu lạnh, đồ lầy lội lầy lắm, bảo gửi khuê khuôn mà từ sáng đến giờ chưa gửi, sao em nhúng bên tiến viên sau ấy vẫn chưa thấy gửi đâu, nghe cặn lắm ông này thì toàn thế rồi, lầy lắm lầy đấy lắm. Thì là một phần lầy thôi, còn lúc nào mà quăng nha là bắt phải mình làm đấy, lầy hơn đấy. Đặc biệt bắt buộc phải làm, bắt buộc. Có, nhưng mà đấy là những lúc mà kiểu thấy khó tính đúng không? Khó chiều đúng không? Không phải khó chiều thì cho mình phải làm theo. Thế này khó chiều mà. Ông ý mình chiều thì sếp mà phải chiều. Có lúc mà anh thấy anh Đạt đáng yêu không? Đáng yêu à? Chẳng bao giờ. Tại vì đàn ông với đàn ông làm sao mà thấy đáng không yêu? Không phải đáng yêu mà là thấy kiểu dễ chịu ấy, thấy kiểu thoải mái. Thì lúc nào ông chẳng thoải mái, hay ông ấy không bao giờ cầu nhau đâu. Tại vì đàn ông với đàn ông làm sao mình dễ đáng yêu. Lợm nhận là kiểu kỹ tính chứ kiểu đi nhẹ nói khẽ cười duyên chắc chẳng ai đâu. Hoài cho ba với Hoa vào không? Ta đánh cho rồi chết cả anh cả em. Cho ba với Hoa mà. Ba với Hoa là gì hả Tú? Là cặp đôi hoàn hảo. Anh thì là một người, tức là mẫu người mẫu để làm chồng và làm cha. Chị nhớ là khi mà đi du lịch ở Hạ Long ấy, thì tất cả con trai là đi chơi hết trò cảm giác mạnh, một mình Tuấn Anh là đi theo đội các chị và các cháu trông con cho Tuyến, vì Tuyến có một mình hai cháu bé nên Tuấn Anh trông một cháu. Thì chị rất là ấn tượng với cái kỷ niệm đấy. Còn lại thì gần đây nhất là kỷ niệm mà bạn, các chị đang làm việc ở trên tầng 2 thì ngó xuống thấy bạn ấy đang rửa xe tất cả các chị. Đấy là cái giải, chị nghĩ là con quan trọng giỏi là cái gì nhỉ? Giải người tốt việc tốt. Người tốt việc tốt, tức là và khi mà văn phòng thấy có cố mùi chuột chết ấy, thì chị nghĩ là chẳng ai để ý và chẳng ai dám tìm ra con chuột, mà Tuấn Anh lọ mọ mấy hôm cũng tìm ra con chuột, mình xử lý con chuột đấy để hết mùi. Thì đấy quá đủ để làm nhân vật người tốt thì tốt của năm. Phải sửa cái tính đấy đi hay không? Hay là sống chung với lũ? Sống chung với lũ phải thích nghi. Bạn có một kỷ niệm gì đặc biệt đáng nhớ mà liên quan đến cái tính hai mặt này của anh ấy? Có thể là kỷ niệm vui hoặc buồn, tùy bạn. Hơi khó nhỉ, nhiều quá, ngày nào cũng gặp. Với gì mà cũng bật ra một phát trong đầu luôn không? Thưa bạn. Kỷ niệm thì lúc mà anh Hoàng thuê nhà mới ở Kim Nghiêu thì bảo muốn ăn đậu, thì anh Hoàng anh đồng ý, anh chiều anh mua đậu, xong anh ngồi anh dám rất là lâu, tại vì dám ở bếp từ bị lâu ấy. Ok mà. Xong hôm sau thì lại chửi nhau, gọi là lúc thì chiều theo ý mình, lúc thì mẹ lại sồn sồn lên. Ủa mày, tức là ý là kỷ niệm ăn đậu ấy hả? Ok, kỷ niệm ăn đậu. Thì các bạn đây là có cái kỷ niệm ăn đậu. Cần mẫn nhất về kết bóc. Chị bầu chọn cho anh Hoàng. Anh Hoàng đây là vote đầu tiên đấy. Thật ra chị thấy anh Hoàng là một người cần mẫn. Chị thấy anh Hoàng kiểu trách nhiệm, mình đưa việc gì cũng làm, đi ra việc gì cũng hoàn thành tốt, đi sớm về muộn. Ok. Ở đây chị thấy em có tự bày, anh à, nhầm tự bầu cho em một giải con người lầy lội nhất công ty.
lầy lội nhất thì chắc là kiểu em cũng không biết lầy như kiểu có những cái việc này mọi người có thể góp ý em rồi sau cùng em lại quên mất hay lại làm lại được đấy, có thể như thế. Hoặc là con nợ công ty chẳng hạn. Đấy là lầy hả? Em không hiểu cái từ lầy lội đấy nha. Lầy lội là sao? Là một nhân vật nào phải thế nào đấy hả? Không, lầy là kiểu... Theo em hiểu như thế nào? Theo em hiểu thì là kiểu một đứa nó giữ mãi một thói quen mà mặc dù bị nói nhiều mà vẫn làm như thế. Đúng rồi. Thì chắc là thì em thì cũng không có cái thói quen nào nhiều đến mức nó kiểu nó sẽ quay vòng như thế. Nhưng mà em thấy là em là con nợ cho em, mình nghĩ là thôi chắc là mình sẽ là lầy. Có thể vậy. Ok. Có một bài thử biết thức cái này mà phỏng vấn thì em phải đi, em đã điền kiểu nghiêm túc hơn. Em buổi sáng em vừa đi em vừa cười, trời ơi em không nghiêm túc gì mới tờ gì cả. Còn cặp đôi đấy xích mích nhưng mà có gây khó chịu cho bạn và những người xung quanh không ạ? Gây khó chịu cho nhau thì cần gì gây khó chịu cho mình còn cười một cười một dư à. Mình cười vào mặt luôn ý. Cười vào mặt chứ không phải là kiểu nếu mà khi mà người này giận người kia sẽ có kiểu giận cả chén hơn. Ai cũng hỏi như này thì cái clip ấy phải vậy một tiếng chứ mà anh hỏi. Mày không hiểu edit clip mà cái này là con kia. Mày ai chỉ hỏi như này thì một tiếng đấy. Mày nghe con tao cho hết lời rồi. Rồi tiếp đi. Thế thôi nhớ hỏi. Chào các bạn. Rõ. Cuộc phỏng vấn kết thúc rồi. Phương Anh rất là lần nhận. Riêng cái việc mà chọn địa điểm ấy, chị đã thấy em tức là giữa cái địa điểm em thích nhất ban đầu quay đi quay lại một vòng, chị nhớ em lên danh sách khoảng 20 cái địa điểm, xong cuối cùng vẫn quay lại cái địa điểm đấy. Em thích nhiều chỗ mà. Thích nhiều chỗ, nhưng chị thấy đấy là tức là lúc mà chị hỏi em thích cái nào nhất thì em cũng đã chỉ vào cái đấy ấy. Hai ngày sau em tìm rất là nhiều chỗ khác, cuối cùng em vẫn quay lại cái chỗ đấy. Nên chị thấy đấy là lần nhận. Và cầm nhau như thế thì có kiểu là mình đi có đợt lần trước ấy mới nhận vào thì xì được có tầm file cuối được có 4 tiếng thì không thể làm xong được ấy. Và cái nhìn nhầm là mình là người cuối, thế là cuối cùng là cứ rục đi rục lại để cùng là không thể làm được mấy cái việc khác, cứ bên cạnh rồi chạy lan ra hỏi đáng sợ. Rồi ngồi mình cái mình đuổi ai ra khỏi sáng hòa bên kia để mà là người tập trung làm việc. Ok độc thân vui vẻ. Ông có vào đây không? Độc thân vui vẻ chắc là hoài rồi. Cặp đôi khó tính con người này con ngoan trò giỏi thì chắc là Linh rồi. Nhanh vãi nồi là anh là Linh. Động vật máu nóng, em máu nóng chắc là có đấy. Em máu cũng hơi nóng. Thôi, nãy tớ phải nắm lại đi. Thôi, câu hỏi cuối cùng. Một động vật máu nóng, chị Trang béo. Bạn có thể cho mình biết là hai bạn chọn chị Trang với là đến cửu này không ạ? Cái kiểu nhiều khi mình thấy sợ kiểu chị không, nhiều cái sợ cái tớ mình có thể chị như vậy cả này, chị đứng sau mình người đến sợ dùng người cả. Dùng mình luôn đấy hả? Còn kiểu như thế là có cảm giác áp lực lúc nào áp lực của từ chị. Em có muốn mời bầu chọn lại giải nào không? Bầu chọn giải nào cho ai á? Bầu lại không? Bầu lại á? Bạn là anh mượn. Lời lỗi chắc là không phải em đâu, bỏ em đi. Em nghĩ lại rồi em không đến mức đấy. Não xoắn thì con Hoài, cẩn mẫn thì chắc là anh Hoàng. Em hiểu như thế nào về não xoắn? Não xoắn thì nếu mà theo hình tượng hình là nhiều vết nếp nhăn thì là phải thông minh đúng không? Đúng. Con Hoài nó cũng thông minh, nó cũng nhảy số cũng khá là nhanh. Mà nó cũng là cái con kiểu hay quên hay lại hay nọ hay kia. Kiểu nó cũng vui vui thì em nghĩ nó là não xoắn. Não xoắn phải thế không? Tùy, đây là từ mở. Từ mở. Não xoắn thì là Hoài chó. Em không rõ cái từ ngoại não, cái từ não xoắn lắm thì em không rõ cái từ đấy lắm.